Con gái đi học về là cứ mất tâm mất dạng. Ông bố rình thử một hôm thì mới vỡ lẽ. Theo đó, rõ là chiều nào cũng lên trường đón gái cưng đi học về. Nhưng khi tới nhà thì lại chẳng thấy bóng vía con gái ở đâu. Một tuần như chục mà chiều nào cũng như chiều nào. Quá tò mò, không hiểu con gái đi đâu làm gì, ông bố quyết rình theo một hôm thì bắt gặp ngay cảnh tượng dở khóc dở cười. Hình ảnh cô công chúa bé nhỏ nhà mình đang nằm vắt vẻo trên ghế dựa của nhà hàng xóm, chân nọ gác lên chân kia, tiện thể chiếm luôn cái tivi rồi nằm coi hệt như nhà của mình vậy. Bé ơi. Trời ơi. Trời ơi, gác chân kìa. Bên dưới là một số bình luận mà dân mạng để lại. Ông bố mà không nói là tôi tưởng bả là chủ nhà luôn đó chứ. Nói chủ nhà cất sổ đỏ đi, chứ không bả đòi chia gia tài bây giờ đó nghe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.